Em xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Bonsai Grow nha. Thì chiều hôm nay em lại tiếp tục cho lưu một số phôi mới khai thác đó. Chúng mấy các bác là phôi Hải Châu đó, phôi số 1 nha. Con này có hình giống hình thú nha. Đó. Có cái bộ rễ nấu lên. Nhìn cũng hay hay nha, đó. Này là lá nhỏ nha các bác. Cái hàng Hải Châu trên đây trên rừng trên núi thì nó cũng khan hiếm hết rồi. Chắc mốt rồi chứ không có nhiều nữa nha. Đó. Lâu lâu mới kiếm ra một coi thì để giao lưu các bác không. Đó. Coi này là đó, cái hoành thân em đo cái vị trí này tầm khoảng 20 nha. Đó. Chiều dài đó, chiều dài của cái bộ bể rễ nó ra là 40. Chiều cao là tầm khoảng 1 gang tay. Rất lùng nha. Này em không lấy bầu nhưng mà rễ cám rễ con rất nhiều nha. Đó, rễ trái rất nhiều. Rồi, con này em giao lưu các bác là giá 150k nha. Con số 1 giá 150k. Bác nào thích thì liên hệ cho em. Đó. Rễ rất nhiều. 150k phôi số 1 nha. Đó. Rồi, xuống nha. Rồi tiếp tục em lên phôi số 2 nha các bác. Phôi này cũng phôi Hải Châu luôn. Lé nhỏ. Cực kỳ nhỏ luôn nha. Đó. Ở đây là nguyên cái bể nó đây, bể cũng lớn nha. Cái đây rễ con nó nhiều ở trong đây em không moi ló cái bể để đế đó nha. Để giờ các bác này trồng sống mà múc rễ lên tới đây luôn này. Rễ lên tới nhánh luôn nha các bác. Bác khỏi lo chuyện sắp chết nó nha. Như đâu? Đó, hồi này rễ rất nhiều nha. Rễ kém gì được luôn. Hồi này là có 4 thân nha. Đó. Liền liền bể nha. Vành của nó là tầm khoảng là 50. Thân của nó đây. Nha. Gặp bạn gái nào? Lại lé là các bác, lé cực kỳ nhỏ nha. Siêu nhỏ luôn. Rồi, con này em giao lưu các bác giá 100k nha. Bác nào thích thì liên hệ cho em đó. Nó là cũng hay hay đó. Hải Châu số 2 giá 100k. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha các bác. Rồi. 100k. Và một phần Hải Châu rễ rất nhiều đó. Rễ cám các bác thấy nó lên nứt trên thân luôn này. Ngay trên thân lên nhánh nó luôn rồi. Thấy chưa? Rồi, 100k cho phôi số 2 nha, Hải Châu nha. Rồi, xuống phôi số 2 nha. À, quên đo chiều cao đó chứ. Chiều cao tầm khoảng 2 gang tay. Rồi, tiếp tục phôi số 3 nha các bác. Một phôi trân châu, siêu to khổng lồ. Hàng đó là kiếm nó cực kỳ khó nha. Đó. Bác thấy chưa? Một phôi trân châu song sinh đây, ra một bể siêu to khổng lồ đây, nó nứt ra một cái bể chỗ đây nữa, nó nấu một cái nhịp nữa đó, nó thấy chưa, siêu to khổng lồ. Đồ nhớ trân châu mà kiếm cái bể ra là cũng cực kỳ khó nha các bác. Đó, lé nó đây, lé nó cũng nhỏ bằng lé Hải Châu nha. Đó, cực kỳ nhỏ luôn. Không đo cái bể ra cho bác xem này, đế của một cái bể này 40 nha. 40. Còn bên đây là 20. Đó. Rồi rễ đây, rễ còn lách léo nha. Thấy chưa? Quay quay vào cho. Nhìn nha. Không, bác thấy cũ ghê không? À, như là cái cũ mỡ không các bác. Đó, rễ con này. Bác thấy rễ con rễ kém gì đẹp đây. Rồi là cực kỳ dễ sống nha. Bác đem phần đánh nó cũng sống rồi thôi. Rễ nó mềm đây, rễ con gì đẹp này. Nấu lên gì đẹp đó, con này rất lùng nha, rễ con lách những chút nữa chứ chào đó, đó bác thấy chưa, con này rất là cực kỳ dễ sống nha. Đó, đó chiều cao nó rất là lý tưởng nha, rất là khiêm tốn cho mình 20. Đó, bởi Hải Châu siêu to khổng lồ, lé nó đây, lé cực kỳ nhỏ nha. Đó, bằng là Hải Châu luôn. Bể đây này, thấy các bác thấy bể đây khủng khiếp rồi.
Ủa biếu ghê chưa? Rồi, bữa trân châu đây em lưu các bác là giá 350k nha. Chưa phí ship nha. Đó, hàng đó cực kỳ hiếm nha các bác. Bác nhanh tay liên hệ cho em để sở hữu một phôi trân châu siêu to khổng lồ. Hàng cực kỳ quý hiếm. Đó. Rồi, video này kết thúc nha. Hẹn gặp các bác trong video tiếp theo. Tết lập.